gợi ý những tông màu túi xách dễ mix đồ nhất cho phái đẹp. 1. Túi xách màu đen. Nếu phải nói túi xách màu nào dễ phối đồ nhất thì đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến màu đen. Đây là tông màu túi xách cơ bản, được hầu hết mọi người yêu thích và lựa chọn. Cách phối đồ với túi xách màu đen rất đơn giản, vì màu sắc này có thể kết hợp với mọi tông màu khác. Đặc biệt, với những cô nàng công sở thì túi màu đen sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch và sang trọng hơn. 2. Túi xách màu trắng. Đây cũng là tông màu đơn giản dễ mix với mọi trang phục. Cách phối đồ với túi xách màu trắng là nên lựa chọn những trang phục tối màu, tương phản với túi xách. Điều này giúp tạo điểm nhấn cho chiếc túi, cũng như toàn bộ trang phục. Đa số mọi cô nàng đều sở hữu ít nhất một chiếc túi xách màu trắng cho bản thân. Tuy nhiên, túi màu trắng khá dễ bẩn nên các nàng hãy giữ gìn cẩn thận khi sử dụng nhé. 3. Túi xách màu nâu da. Túi xách màu da thường có thiết kế vô cùng trẻ trung, được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Tôn màu da nâu vừa ấm áp, lại vừa mang đến vẻ ngoài cổ điển cho các nàng. Phối đồ với túi xách màu nâu rất đơn giản, các nàng có thể mix với mọi trang phục khác nhau. Nhưng thông thường những chiếc túi màu nâu thường dùng nhiều cho công sở. Cách phối đồ với túi xách màu nâu này sẽ giúp mang đến vẻ ngoài thanh lịch, cuốn hút và có phần chín chắn khi đi làm. 4. Túi xách màu xám. Màu xám cũng là một trong những tông màu túi xách thịnh hành trên thị trường. Khi diện một chiếc túi xách màu xám sẽ giúp bạn tạo được nét tương phản trong tổng thể màu sắc trên người. Phối đồ với túi xách màu xám cũng khá đơn giản, để tăng thêm độ lấp lánh và quý phái thì các nàng nên chọn trang sức có màu sắc tương ứng nhé. 5. Túi xách màu đỏ đô. Đỏ đô là tông màu nổi bật, mang đến sự quyến rũ cho mọi cô nàng. Túi xách màu đỏ đô rất được yêu thích trên thị trường, bằng chứng là rất nhiều thương hiệu túi xách có tông màu này. Phối đồ với túi xách màu đỏ giúp các chị em trở nên nổi bật hơn khi xuống phố. Cách phối đồ với túi xách màu đỏ giúp những set đồ đơn điệu trở nên ấn tượng hơn. Đồng thời tông màu túi này còn giúp bạn trẻ trung và gợi cảm hơn rất nhiều đấy. 6. Túi xách màu hồng. Màu hồng là tông màu mà mỗi cô nàng nữ tính yêu thích, mang lại sự điệu đà cuốn hút cho bản thân. Chính vì vậy, túi xách màu hồng là item không thể thiếu của các nàng điệu đà. Nếu biết cách phối đồ với túi xách màu hồng sẽ khiến bạn trở nên nữ tính hơn, không bị xuề xòa hay xến sẩm. Phối đồ với túi xách màu hồng pastel với các trang phục màu trắng là sự kết hợp hoàn hảo. Vừa giúp nàng nổi bật, nữ tính tự tin thể hiện được đẳng cấp và phong cách riêng. 7. Túi xách màu kem. Màu kem là tông màu được sử dụng khá nhiều, không chỉ ở quần áo mà còn có túi xách. Túi xách màu kem khá đơn điệu, nên phối đồ với túi xách màu kem thì cần chọn trang phục nổi bật, tươi sáng để tổng thể không bị nhạt nhòa. Lưu ý hạn chế việc chọn trang phục cùng màu với túi xách hay những tông màu đơn sắc bạn nhé. Theo voh.com.vn, tôn sốt sưu tầm và tổng hợp.